lại nữa này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy pháp đúng chẳng thấy pháp sai chẳng thấy hữu lậu chẳng thấy vô lậu chẳng thấy hữu vi chẳng thấy vô vi thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy quá khứ chẳng thấy hiện tại chẳng thấy vị lai chẳng thấy thiện chẳng thấy bất thiện chẳng thấy vô ký chẳng thấy dục giới chẳng thấy sắc giới chẳng thấy vô sắc giới thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bố thí ba la mật đa chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy pháp không nội chẳng thấy pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy trơn như chẳng thấy pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng nổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ, thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thánh đế khổ chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bốn niệm trụ chẳng thấy bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy bốn tịnh lự chẳng thấy bốn vô lượng bốn định vô sắc thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn